Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Tiểu sử Robert Kuok, vua đường châu Á, danh nhân là phải chấp nhận mạo hiểm để nắm bắt cơ hội. Robert Kuok khởi nghiệp là một tiểu thương buôn bán gạo và đường. Ở tuổi 97, hiện nay gia đình nhà tỷ phú không chỉ sở hữu những doanh nghiệp ăn lên làm ra thuộc đa lĩnh vực từ lương thực thực phẩm cho đến khai khoáng, tài chính ngân hàng, địa ốc, vận tải và xuất bản phẩm, mà còn tham gia đầu tư nắm giữ cổ phần chi phối một số tập đoàn lớn tại châu Á, bao gồm hãng sản xuất dầu cọ Wilma International, công ty bất động sản Kerry Property sở hữu khách sạn Shangri-La Asia, nhà xuất bản Bưu điện Buổi sáng Trung Hoa. Khởi nghiệp từ đường, Robert Kuok Quách Hạc Niên, sinh ngày 6 tháng 10 năm 1923 tại Johor Bahru trong một gia đình người Malaysia gốc Hoa. Đầu thế kỷ 20, cha của ông Robert Kuok di cư tới quốc gia Đông Nam Á này từ Phúc Kiến, Trung Quốc. Là con út trong một gia đình ba anh em, ông Quách có thể nói tiếng Phúc Châu, tiếng Anh và tiếng Nhật ngoài tiếng Malaysia. Tại Học viện Raffles, ông Quách là bạn cùng lớp với cố thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu. Ngay từ nhỏ ông đã khẳng định tài năng kinh doanh bằng cách tổ chức một văn phòng chơi chung với các bạn cùng tuổi. Được người nhà ủng hộ, khi lớn hơn một chút, Robert Kuok bắt đầu mở một cửa hiệu nhỏ để kiếm sống. Tài năng của ông được ghi nhận ngay sau khi tốt nghiệp đại học thông qua lần trúng tuyển vào làm việc cho Mitsubishi năm 1942. Người anh cả qua đời năm 1948 cũng là lúc Robert Kuok có bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp. Ông cùng hai anh trai mình thành lập công ty mang tên anh em nhà Kuok, chuyên thu mua nông sản và buôn bán mía đường. Ông đã thực hiện quyết định táo bạo vào 12 năm sau đó bằng kế hoạch mua đường từ Ấn Độ trước khi mặt hàng này xuất giá. Cũng từ đó, ông mở rộng đầu tư vào các nhà máy đường và được mệnh danh là vua đường châu Á khi kiểm soát tới 80% thị trường đường Malaysia. Với sản lượng cung cấp 1,5 triệu tấn mỗi năm, tương ứng với 10% lượng đường sản xuất trên thế giới. Kinh doanh đa lĩnh vực, bắt đầu chuyển sang đầu tư bất động sản năm 1971, ông xây dựng khách sạn Shangri-La Hotel đầu tiên ở Singapore. Tiến công thị trường địa ốc Hong Kong, sau đó 6 năm, Robert Kuok mua một đảo hoang và tiến hành quy hoạch cho khách sạn Kowloon Shangri-La mọc lên. Năm 1993, Robert Kuok đã cơ cấu lại doanh nghiệp của ông trở thành tập đoàn đa lĩnh vực bằng phương án góp vốn 35% cổ phần của nhà xuất bản Bưu điện Buổi sáng Trung Hoa. Ở thời điểm hiện tại, chuỗi khách sạn 5 sao Shangri-La đang là di sản nổi danh bậc nhất của vị tỷ phú Robert Kuok. Đó cũng là lý do ông dành hẳn một chương trong cuốn hồi ký về cuộc đời mình chuỗi khách sạn này. Trong thế giới kinh doanh khách sạn, hay bất cứ ngành nghề nào, bạn cũng cần đề cao 3 yếu tố trong việc tuyển người, là tài năng, sự chính trực và khả năng làm việc chăm chỉ. Nếu thiếu một trong 3 đặc điểm này, đó không phải lựa chọn phù hợp. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0, cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223, website duyanhweb.edu.vn. Vị tỷ phú Robert Kuok cho biết trong cuốn hồi ký, tuy nhiên, khi xây dựng khách sạn, không thể cắt giảm chi phí xuống dưới giá trị thực của công trình. Thực tế, mọi thứ đều có giá của nó và hàng tốt chắc chắn không thể quá rẻ. Đó là lý do vị tỷ phú gốc Hoa tin rằng cần phải tập trung vào khâu quản lý để tránh thất thoát không đáng có thay vì hạ chất lượng công trình. Ngoài ra, ông còn tham gia nhiều dự án kinh doanh tại những nước Đông Nam Á, Trung Quốc và Australia. Cùng với sở hữu trung tâm thương mại quốc tế Bắc Kinh, Robert Kuok còn có 10 nhà máy đóng chai cho hãng Coca-Cola tại Trung Quốc. Với 2 lần kết hôn, Robert Kuok có 8 người con. Hiện nay ông chuyển đến Hong Kong để tận hưởng cuộc sống và giao phó công việc kinh doanh cho con trai Kuok Khun Ian điều hành. Không chỉ thành công trong kinh doanh cũng như đầu tư, ảnh hưởng chính trị của ông cũng được thể hiện qua lần được bầu vào Hội đồng Tư vấn cho Tương lai của Hong Kong khi khu đặc chính thương mại này trở về với Trung Quốc. Robert Kuok cũng là một nhà ngoại giao tích cực trong việc xúc tiến các buổi đối thoại liên chính phủ Trung Quốc và Malaysia. Ông Kuok hiện đã nghỉ hưu, nhưng ông sẽ luôn được tôn kính như là một trong những người đàn ông kinh doanh hàng đầu của phương Đông. Tài năng của ông trong kinh doanh là vô song và câu chuyện của ông sẽ tiếp tục gây kinh ngạc và truyền cảm hứng cho rất nhiều doanh nhân khắp nơi trên thế giới. Tấm gương làm việc không biết mệt mỏi, với sự nghiệp đồ sộ như trên, tỷ phú Robert Kuok trở thành biểu tượng của sự thành đạt. Những bí quyết kinh doanh của ông đã trở thành kim chỉ nam cho nhiều bạn trẻ về quan điểm kinh doanh. Robert Kuok khẳng định rằng sự mạo hiểm là yếu tố quan trọng với doanh nhân hơn kỹ năng. Quả thực tôi không phải là một doanh nhân có nhiều kỹ năng sắc bén, nhưng tôi luôn sẵn sàng mạo hiểm. Ông phát biểu, ông nói thêm rằng mọi doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều phải chấp nhận rủi ro khi dấn thân vào thương trường. Điều quan trọng nhất của doanh nhân là phải chấp nhận mạo hiểm để nắm bắt cơ hội.
Ông nói, một trong những bí quyết thành công của ông Kuok chính là làm việc chăm chỉ. Ông là tấm gương xuất sắc của một doanh nhân làm việc không biết mệt mỏi. Ông luôn làm việc hăng say, phấn đấu vì sự phát triển của công ty. Ngay cả khi đã hơn 90 tuổi, ông vẫn cùng các con quản lý công việc, điều hành công ty. Tài năng kinh doanh là yếu tố quan trọng trên con đường dẫn đến thành công của tỷ phú Robert Kuok. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã sớm bộc lộ tài năng kinh doanh hơn người. Cụ thể, ông đã tổ chức một văn phòng chơi chung với các bạn cùng trang lứa. Khi lớn hơn một chút, Robert Kuok được gia đình ủng hộ và hỗ trợ nên đã bắt đầu mở một cửa hiệu nhỏ để kiếm tiền. Tài năng và sự thông minh của ông được ghi nhận khi ông được nhận vào làm việc cho Mitsubishi năm 1942. Sau đó, ông đã từng bước gây dựng sự nghiệp tỷ USD mang đậm dấu ấn của bản thân, khả năng lãnh đạo. Biết cách sử dụng nhân tài, có những quyết định kinh doanh táo bạo, tầm nhìn chiến lược. Đã giúp Robert Kuok gặt hái được nhiều thành quả đáng ngưỡng mộ như ngày hôm nay, chia sẻ về sự giàu có. Tỷ phú Robert Kuok nói, sự giàu có nên dành cho hai mục đích chính, một là tiếp tục đầu tư để nhân đôi sự giàu có. Hai là nên đầu tư cho sự tiến bộ của nhân loại như từ thiện, các công trình nghiên cứu khoa học, vũ trụ, chăm sóc sức khỏe và hơn thế nữa. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.